Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, nhắc đến Quang Linh Vlog hẳn ai cũng nghĩ đến một chàng YouTuber nổi tiếng với hành trình thiện nguyện gieo mầm yêu thương đến bà con Angola nghèo khó. Đặc biệt, nhắc đến Quang Linh, cư dân mạng không khỏi phấn khích đẩy thuyền với Hoa hậu Thủy Tiên. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Quang Linh về Việt Nam để thực hiện dự án thiện nguyện. Mọi hoạt động của nam YouTuber và Hoa hậu Thủy Tiên được người hâm mộ quan tâm theo dõi. Quang Linh Vlog mới đây đã trở về Việt Nam mang theo nhiều dự án thiện nguyện ở các bản làng vùng xa xôi, những vùng quê nghèo khó trên giải đất hình chữ S. Tuy nhiên, điều khiến khán giả phấn khích là anh mới gặp lại Hoa hậu Thủy Tiên và có nhiều điều bất ngờ sau đó. Quang Linh Vlog là chàng trai xứ nghệ sinh năm 1997, gây báo mạng với hành trình thiện nguyện đặc biệt tại đất nước Angola ở châu Phi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2016, Quang Linh đã sang Angola làm việc Tại đây anh làm nhiều việc tay chân vất vả như thợ xây, phát triển xưởng nước làm đá. Sau 6 năm ở Angola, anh đã khởi xướng và thực hiện nhiều dự án mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng người dân địa phương, hỗ trợ người dân làm nông nghiệp, ủng hộ lương thực, cung cấp nước sạch, xây nhà, sửa trường miễn phí, giúp đỡ trẻ em nghèo đến lớp. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, Quang Linh đã luôn cố gắng làm việc và có cuộc hành trình thiện nguyện tươi đẹp. Khi sang nước Angola để lao động, anh đã giúp người dân ở một số bản làng bớt đói khổ. Với những việc làm giản dị mà ý nghĩa, Quang Linh đã trở thành đại sứ mang hình ảnh đẹp đẽ, thân thiện của Việt Nam sang châu Phi và nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt của cộng đồng. Hiện tại, ngoài kênh YouTube chính mang tên Quang Linh Vlogs, cuộc sống ở châu Phi đang có hơn 2,59 triệu lượt đăng ký. Quang Linh Vlogs còn sở hữu một kênh khác mang tên Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi với con số subscribe cũng lên tới 1 triệu lượt. Có thể nói sức ảnh hưởng của Quang Linh Vlog là không hề nhỏ khi mọi bài đăng của anh chàng đều hút hàng chục ngàn lượt like, share, không thua kém idol đình đám nào. Để có được vị thế như hiện nay, Quang Linh Vlog phải trải qua rất nhiều gian nan. Trước đó xuất hiện thông tin cho rằng nếu tham khảo theo trang thống kê Social Blade, kênh YouTube chính của Quang Linh Vlog có thể thu về 65.000 đô la Mỹ, sắp xỉ 1,4 tỷ đồng và thu nhập hàng năm tối đa lên tới 780.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 17,7 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh phụ của anh chàng thì thu về khoảng 3.200 đến 50.900 đô la Mỹ một tháng, tương đương 744 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Quang Linh sử dụng số tiền ấy để tổ chức các hoạt động từ thiện, khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi. Cách đây một năm, khán giả còn gắn ghép Quang Linh với Hoa hậu Thủy Tiên trong quá trình thiện nguyện. Mới đây khi trở về nước, cả hai gặp lại và có chuyến đi từ thiện ở Hà Giang. Họ tiếp tục được đẩy thuyền, một người là Hoa hậu, một người là vlog thông minh ngóng hình. Cụ thể, tối ngày 9 tháng 8, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ hình ảnh gặp gỡ nhóm của youtuber Quang Linh Vlog trước thêm sinh nhật lần thứ 25. Người đẹp chia sẻ, mừng sinh nhật sớm cùng team Việt Phi. Chỉ sau vài giờ, bức ảnh đón sinh nhật sớm của Hoa hậu Thùy Tiên thu về lượt tương tác lớn. Tính đến hiện tại, bài đăng của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 đạt 138.000 lượt yêu thích cùng thời điểm quang linh cũng đăng tải bức ảnh mừng sinh nhật thùy tiên và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ trước đó quang linh và thùy tiên cũng đăng tải các bức ảnh ghi lại cuộc hội ngộ của hai người tại việt nam cùng các thành viên khác trong nhóm bài đăng nào cũng đạt lượt tương tác cao trong đó có bài đạt hơn nửa triệu lượt yêu thích của khán giả dưới các bài đăng này người hâm mộ tích cực gắn ghép cho rằng thùy tiên và quang linh rất đẹp đôi cổ vũ hai người tìm hiểu đến với nhau thậm chí dân mạng còn chế ảnh cưới của cặp đôi này đây không phải lần đầu hoa hậu Thùy Tiên và YouTuber Quang Linh được dân mạng nhiệt tình ghép đôi. Tháng 7 năm 2022, hoa hậu Thùy Tiên cùng ekip đã có chuyến sang Angola kết hợp Quang Linh xây hai giếng nước sạch để giúp đỡ 300 hộ dân nghèo nơi đây. Thời điểm này, những video hình ảnh có sự tương tác giữa Thùy Tiên và Quang Linh đã gây sốt mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ nhận xét Thùy Tiên và Quang Linh có điểm chung như tính cách thân thiện giản dị. Nhờ sự thoải mái, chân thật cả hai kết hợp ăn ý trong các hoạt động từ thiện. Nhiều người vì quá yêu mến cặp đôi nên đã bỏ thời gian để ngồi dựng lên siêu phẩm với vô phản bức hình khác nhau. Chiếm sự thu hút nhất có lẽ là bộ ảnh cưới được cho ra mắt bởi các fan hâm mộ, trong khi Quang Linh bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, còn Thùy Tiên hóa nàng thơ trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Những bức hình ngộ nghĩnh trên các diễn đàn đang được nhiều sự quan tâm từ công chúng khiến ai cũng thích thú. Không ít những ý kiến đều bày tỏ mong ước rằng thuyền Linh Tiên sớm cập bến như kỳ vọng của mọi người. Thủy Tiên được khán giả yêu quý bởi tính cách hòa đồng thân thiện. Cô thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội và không ngại chia sẻ những tình huống vui tươi. Mọi động thái về cặp đôi Quang Linh Thủy Tiên vẫn thường xuyên được khán giả chú ý. Nếu thực sự như mong đợi của người hâm mộ, cặp đôi này chính thức nên duyên thì sẽ ra sao, chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Hành trình mang yêu thương, gieo mầm nhân ái từ châu Phi về Việt Nam của Quang Linh Vlog Thưa quý vị, nối tiếp những chặng đường thiện nguyện ở đất nước châu Phi xa xôi, chàng trai xứ nghệ Quang Linh Vlog tiếp tục hành trình trở về Việt Nam với dự án thiện nguyện giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, chia sẻ khó khăn với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động ý nghĩa này thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Với hy vọng mang yêu thương về đất mẹ, chàng trai xứ nghệ Quang Linh Vlog đặt chân về Việt Nam vào tối ngày 5 tháng 8. Nhưng ít ai biết rằng Lần trở về này, điểm đầu tiên anh đặt chân đến là vùng 4 hải quân để gặp gỡ, giúp đỡ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Quang Linh tiết lộ sẽ đại diện cho nhóm ở lại Việt Nam khoảng 3 tháng. Điều thôi thúc anh chàng này trở về Việt Nam với ấp ủ thực hiện hành trình mang tên vì người chiến sĩ nơi đảo xa. Dự án sẽ kéo dài trong 5 năm với một chuỗi các hoạt động như tham gia chương trình Hải quân đỡ đầu con ngư dân. Quang Linh Vlog tham gia hỗ trợ 35 con em ngư dân ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, số tiền 500.000 đồng một em một tháng kéo dài trong 5 năm. Những ngày tiếp theo, Linh cùng nhóm sẽ ra Đà Nẵng đến vùng Ba Hải Quân thăm các cán bộ chiến sĩ tại các đảo cũng như thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác. Sau đó Linh sẽ tiếp tục tham gia hoạt động phủ xanh Trường Sa xa bằng chương trình trồng cây trên các đảo. Những món quà nhỏ đã được nhóm lên danh sách Ngoài nhu yếu phẩm còn có các thiết bị cần thiết cho cuộc sống hay hỗ trợ sinh kế như bộ đồ sửa xe, máy ép nước mía, máy pha cà phê răng xay, tủ thuốc, bóng điện chiếu sáng, dây điện. Đoàn cũng đang tìm hiểu thêm thông tin về các nhu cầu trên đảo để mang tới những gì người dân cần nhất, giúp họ có sinh kế và cuộc sống đỡ khó khăn. Trên đảo Lý Sơn có tuyến đường không có điện thắp sáng gây nguy hiểm cho bà con và các em học sinh tham gia giao thông vào buổi tối. Cộng đồng team Châu Phi Hy vọng những chiếc bóng đèn và hệ thống xe điện sẽ là sự hỗ trợ thiết thực. Tiếp nối hành trình mang yêu thương đi khắp giải đất hình chữ S, Quang Linh cùng Hoa hậu Thủy Tiên mang lớp học mới đến cho trẻ em vùng cao. Để có thể đến điểm trường xéo hồ đúng như lịch hẹn với các em nhỏ, Quang Linh, Hoa hậu Thủy Tiên và team Việt Phi đã vượt ngàn cây số từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội từ ngày 9 tháng 8 và tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến Hà Giang. Nhiều ngày qua, những cơn mưa lớn như chút xuống mảnh đất cao nguyên đá khô cằn, khiến nền đất lầy lội. Nhiều điểm sạt lở làm cho chặng đường đến với các em nhỏ càng thêm khó khăn. Toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện dự án này được gây quỹ từ hoạt động bán hàng không lợi nhuận bằng các sản phẩm của Quang Linh Store và Adobe Việt Nam. Tổng số tiền thu được là hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó toàn bộ kinh phí cho các hạng mục cơ sở vật chất, bàn ghế, sách vở, tủ thuốc, xây dựng điểm trường xéo hồ hơn 700 triệu đồng. Trước đó, những người thực hiện dự án đã đến với các em nhỏ tại đây vào tháng 2 năm 2023. Sự thiếu thốn điều kiện học tập của các em đã thôi thúc Quang Linh, Thùy Tiên và các thành viên của đội nhanh chóng mang điểm trường đến cho các em nhỏ. Đồng hành cùng với cả đội từ những ngày đầu đi khảo sát tại điểm trường, Thùy Tiên hạnh phúc vì đã mang được lớp học mới đến cho các em nhỏ. Điều mà cô còn tiếc nuối trong chuyến hành trình là các vật dụng như bàn ghế, tủ sách chưa thể mang đến đủ như dự kiến vì lý do thời tiết. Các vật dụng này sẽ được truyền đến sau. Lớp học quây tôn, hè nóng, đồng lạnh đã được thay bằng 4 phòng học xây kiên cố, nền lát đá hoa trên lợp mái tôn lạnh. Không chỉ vậy, toàn bộ bàn ghế cũ cũng được thay bằng bàn ghế mới, phù hợp với chiều cao của các em. Mang tấm lòng đi trao yêu thương, mang hạnh phúc đi gieo nhân ái, vượt lên trên khó khăn về khoảng cách địa lý để sẻ chia là hành động cao đẹp đến từ chàng trai xứ nghệ 26 tuổi. Anh không chỉ mang đến sự quan tâm, sẻ chia nhân ái mà còn mang đến niềm vui cho những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc, những em nhỏ vùng xa thiếu thốn khó khăn. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, hiện tượng YouTuber quê Nghệ An đã gây báo mạng khi làm dạng danh Việt Nam ở châu Phi. Những hình ảnh của chàng trai Quang Linh này đã gây ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho nhiều người. Thay mặt ekip chương trình, xin được chúc cho Quang Linh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những hoạt động ý nghĩa hành trình thiện nguyện của quang linh vlog sẽ tiếp tục đi đến những mảnh đất nào hãy bấm subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ tin tức mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại